cô gái chăm chỉ. Khi tôi đã ăn được hết nửa bát, cô ấy vẫn đang chăm chỉ ngồi nhặt. Giá cho chị mình ăn. Nghe có vẻ rất là yêu thương và nhường nhịn cho chị đúng không? Nhưng không, thực ra là tôi ăn thừa cô ấy. Người ta bảo là trong cơn say thì mọi người sẽ nói thật, nhưng mà đây là đang trong cơn cay nhá. Không hiểu vì sao món ăn hôm nay rất cay thì mình cũng muốn hỏi mọi người là mọi người có tin vào năng lượng không? Bởi vì chúng ta nãy vừa nói chuyện về năng lượng mặt trăng, siêu trăng ấy. Mọi người có tin vào những cái năng lượng đặc biệt của mặt trăng không? Mai có tin không em? Cho chị xin cái mic bật. Không phải là tôi đang khóc mà chúng tôi đều đang bị cay. Không, mic của chị đeo rồi, em cầm không? Em tin vào năng lượng mặt trăng á? Em nghĩ là nó sẽ có thể ảnh hưởng như nào đến em? Em không biết là nó ảnh hưởng như nào đến em, nhưng bởi vì em tin vào những cái thứ liên quan đến năng lượng, như là mình mới gặp nhau, hay là như kiểu là ví dụ như kể cả cung hoàng đạo hay là thần số học vân vân. Không phải kiểu mê tín, nhưng ý là tin vào vũ trụ sẽ, mình mong muốn những gì thì vũ trụ sẽ mang mình đến những cái đấy. Giống như vậy. Kiểu ở đây có 4 người nào, thì đến 3 người ở khu Nguyễn Tân. 3 người ở khu Nguyễn Tân. Đây cho biết một người có vẻ trông có vẻ như không tin vào tâm linh. Em có nghe về thông tin siêu mặt trăng không? Ngoài cái việc là liên quan đến khoa học thì mặt trăng gần trái đất nhất trong một năm chỉ có khoảng 4 ngày thôi, mà tháng 8 này thì đã rơi vào 2 ngày mặt trăng to nhất rồi. Thì có câu chuyện là năng lượng mọi người sẽ bị thay đổi này kia ấy, thì em có tin không? Hay là những cái ước nguyện của mình mà ước vào cái ngày này nó sẽ thành hiện thực nhanh hơn ấy, em có tin không? Em nghĩ là em chắc có, tại vì ở ngoài đảo đợt vừa rồi cũng có cơ hội được ngắm trăng, thấy cũng cái kiểu năng lượng nó cũng rất là khác so với bình thường. Ồ, em vừa ở đảo bao nhiêu lâu? Em ở đảo khoảng 1 tháng. Và em có nhìn thấy điều gì đặc biệt không? Hay cảm nhận được điều gì đặc biệt hoặc có giấc mơ nào đặc biệt không? Ra em thấy cảm giác như kiểu là cái sự yên bình ấy. Ừ. Với cả cái sự kết nối rất là lớn ở đảo. Với vũ trụ. Mình gặp được rất nhiều người có cùng cái tần số với mình rồi. Thì giao lưu gặp gỡ với mọi người cùng. Nói chung là hầu như là bỏ hết tất cả stress này, chỉ có việc là trải nghiệm cuộc sống ở trên đảo, không liên quan gì bất cứ thứ gì về gọi là những cái stress mà trước đây mình hay gặp ấy, kiểu đấy. Chỉ có những lúc mà kẹt ở trên đảo. Ok, tức là em đã được ảnh hưởng rất nhiều từ năng lượng, và nó là ảnh hưởng tốt. Mừng cho em. Thế còn Dưỡng thì sao? Em thì em chắc chắn em tin rồi. Điều này không phải là tâm linh mà nó là khoa học. Ví dụ như là mọi người có thể thấy, ví dụ như chu kỳ mặt trăng từ khuyết đến tròn, nó ảnh hưởng đến thủy triều rất là nhiều. Chắc chắn điều đó mọi người đều rất là dễ thấy. Mà 70% cơ thể của mình là nước. Nên là cái việc mà khi mà mặt trăng có một cái gì đó biến đổi gần trái đất hơn á, thì cũng sẽ làm cho những cái tinh thể nước trong cơ thể của mình á, nó cũng sẽ thay đổi. Và chắc chắn là một cái yếu tố nhỏ trong cơ thể mình thay đổi thì năng lượng hay tất cả mọi thứ cũng sẽ thay đổi. Quan trọng là mình có nắm bắt được những cái quy luật để mình có thể gọi là thay đổi theo nó, hay là mình vận dụng, mình sử dụng được cái năng lượng đó, mình sử dụng được một cái điều gì đó có ích để làm cho cơ thể mình tốt hơn. Hiểu rồi. Tức là ở đây mọi người, mình cứ nghĩ là mọi người là sẽ không tin, nhưng hóa ra mọi người đều tin vào năng lượng và những điều đặc biệt. Thế thì ok, nếu như chúng ta tin là hôm nay năng lượng siêu mặt trăng sẽ đem đến những cái điều tốt đẹp cho chúng ta, vậy thì nếu có 2 điều ước, một điều ước cho bản thân và một điều ước cho thế giới, thì Mai sẽ ước điều gì? Không, hoa hậu, chị phải hỏi hoa hậu trước. Chưa nghĩ ra. Em có ước điều gì cho em không? Em có xin điều gì cho em không? Nhanh lên, cái câu này chị sẽ bấm giờ, mỗi người sẽ chỉ có 30 giây để trả lời. Thực ra thì em sẽ có rất nhiều mong muốn cho em và cho mọi người, nhưng mà em sẽ không phải kiểu là sẽ nói ra ở với mọi người hay như nào đấy. Nó sẽ ở trong đầu em trong vòng 3 giây tới. Em sẽ nghĩ về nó và em hy vọng là mấy vũ trụ sẽ mang cái điều ước của em thành sự thật. Ok, cảm ơn em. Ok. Thế còn Dũng, em có ước điều gì cho bản thân không? Em có thể chia sẻ hoặc là điều ước cho cộng đồng? Thực ra thì nếu mà nói về ước thì xưa giờ nếu ước, em chỉ ước rằng là bản thân mình có thể đôi vai mình có thể là vững chãi hơn, để mà mình có thể gánh vác nhiều thứ hơn. Mình biết rằng là cái thứ duy nhất mình có thể ước, cái thứ duy nhất mình có thể cải thiện đó chính là bản thân mình thôi. Nên là ước được đôi vai tốt hơn là ok rồi. Một tràng vỗ tay cho câu trả lời rất là Nam Vương.
Thế còn điều gì cho cộng đồng không? Điều gì cho cộng đồng ấy, thực ra bản thân cho cộng đồng à? Đối với cộng đồng thì giống như là mỗi con người là tế bào vậy, mỗi người là một tế bào vậy, thì bản thân em tốt hơn thì là cộng đồng tốt hơn rồi. Em có ước gì cho bản thân và cho mọi người không em? Em tốt hơn là đã cứu rỗi rất nhiều cho thế giới rồi. Nếu bản thân em thì bây giờ em nghĩ là chắc là em ước sức khỏe chính. Sức khỏe thật sự. Không, nhưng mà công nhận là càng trải nghiệm nhiều mình thấy sức khỏe là quan trọng. Vì như hôm trước ấy, nếu mà về mọi người thì chắc là mọi người sẽ có thật nhiều trải nghiệm tốt với thế giới này đâu. Ok, về kiếp sống thế giới này sẽ hòa bình. Thôi, nhưng mà có đọc được một câu rất hay trong sách của Thuận là chúng ta hạnh phúc khi còn thấy nhau. Đấy, câu đấy rất hay. Wow, một trong vô tay. Ngày hôm mà không, chúng ta hạnh phúc sinh cái câu còn... trong sách của Tượng đó. Và cái ngày mà bọn em chuẩn bị chia tay mọi người thì bạn ấy tình cờ mang đến cuốn sách được mọi người tặng. Mà rất là tình cờ, Thượng thì cũng không hẹn mọi người đi ngắm bình minh, mà mọi người thì cũng tự dưng gặp không, nhau không có kết, không có hẹn trước với Thượng, là tự dưng gặp nhau ở chỗ đấy gọi là bãi nhỏ, nhà gần bãi nhỏ để dốc phượt để ngắm bình minh với nhau. Tức là ở trên đảo nó có rất nhiều địa điểm có thể ngắm được bình minh rất đẹp. Đúng rồi. Và tự dưng hôm đấy mọi người muốn đi cái địa điểm đấy, rất là em đi. Do em đòi đi bởi vì cái địa điểm đấy em chưa đến bao giờ, ý là chưa ngắm bình minh ở đấy bao giờ. Thế là bọn em chọn đến cái địa điểm đấy. Thế là xong tình cờ gặp một người bạn ở đấy và bạn ấy mang một cuốn sách và bạn ấy mở ra cái trang đầu tiên cuốn sách, thế là chúng ta hạnh phúc khi còn thấy nhau. Đấy. Chị kiểu nổi da gà đấy, xúc động rồi. Thực ra là sau khi mà về tới đất liền, đi thuyền về tới đất liền, là ngày tụi em về là ngày bão nha. Là sau này tụi em là rất nhiều thuyền bị cấm. Thì đâu đó còn sóng chắc 2.5 tới 3 mét ha, 2.5 mét đó. Một thanh niên say sóng mặt mày, còn hai người cũng bị chết biết gì đó. Thì về tới bờ thì Thượng cũng đăng một câu rất là hay. Bạn Thượng là bạn hướng dẫn viên du lịch ở trên đảo Phú Quý. Bạn đăng câu là ở cái đất nước nào đó mà không nói câu Ireland. Ở Ireland không nói câu là hẹn gặp lại. Không nói câu là tạm, không nói câu tạm biệt. Không nói câu tạm biệt. Mà sẽ nói câu là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày nào đó. Đúng không? Kiểu vậy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, bởi vì chị vẫn tin là những cái cuộc gặp ở những cái ngày ví dụ như trăng rằm hoặc là new moon trăng mới thì đều là những cuộc gặp đặc biệt. Nên chúng ta không hẹn mà gặp ngày hôm nay ấy, quyết đúng mai thì rất là tuyệt vời. Thực ra là chúng ta đã cố gắng hẹn nhau rất nhiều và lần. Đã lệch hẹn. Đúng rồi. Và vẫn được sắp đặt như vậy. Phúc lắm quá đi. Tự dưng em thấy nổi da gà. Đúng rồi, da gà nổi lên. Năng lượng của chị nó truyền qua mọi người đấy. Ok. Ẩm thực chay ngon mỗi ngày, chay 365. Và em có biết là cái vlog của chị ấy cái vlog của chị không đây không phải review của mình, không hề được cái quán này nó sponsor gì cả, nhưng cái vlog của chị là 365 vlog. Chị sẽ up trong vòng 1 năm. Nó là một cái challenge mà bạn chị đặt ra và chị đang ở chưa được đầy 1 tháng. Thì cũng không hiểu vì sao hôm nay lại cùng ngồi ở đây với nhau nhỉ. Chị đã đưa cho mọi người những sự lựa chọn và mọi người lại đến đây. Thì ôi tự nhiên quá. Không, vui mà. Happy day, like and subscribe. Bye bye. Bye bye.